Hello, xin chào tất cả anh chị em. Chào mừng tất cả anh chị em đến với cái buổi coaching vào trưa thứ sáu hàng tuần của chúng ta. Cho phép Cường được hỏi là bao nhiêu trong số anh chị em mà làm CV quyết định lựa chọn CV là phương tiện để xây dựng cái sự nghiệp cho mình thì tôi ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu anh chị em mà đã quyết định xây dựng sự nghiệp ấy, thì mình sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Đấy là đi chiếc xe hơi hình bông tuyết và giúp cho 5 đồng đội có xe hơi hình bông tuyết để mình có Mercedes-Benz thì tôi ngón tay cái. Cảm ơn anh chị em. Nên anh chị em nào cam kết dấn thân đến cùng, chết cũng lết đến đích, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu thì tôi ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Sao sao hai tay vào nhau, sao sao hai tay vào nhau. High five, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Yes. Rồi, cảm ơn cả nhà. Giới thiệu với cả nhà, tôi là Trương Huy Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn sức khỏe Sibri, đang dẫn đầu một tổ chức trên 80.000 thành viên ở khắp giải đất hình chữ S và đang phát triển ra nước ngoài. Và có thể nói là Cường hạnh phúc từng phút, từng giây khi mà đi trên cái hành trình này. Nó mang cho bản thân mình và những người đồng đội tin tưởng đi cùng với mình, chịu khó học tập thì có một cái cuộc sống tự do đúng nghĩa. Đấy, và cái khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời của mình. Đấy, đó là truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên cái hành tinh này sống một cái cuộc sống tự do đúng nghĩa. Đấy, để tạo ra hội tụ 1.102 thủ lĩnh kinh doanh thành bạo xuất chúng để cùng làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Đấy, và ngày hôm nay thì S69 chúng ta đang cùng nhau kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp 5 châu 4 biển. Những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác để cùng làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể. Và bao nhiêu trong số anh chị em thích là mình giàu có nhưng mà có một đội, một tổ chức cùng giàu thì nó sướng thì giơ ngón tay cái. À. Ok. Làm giàu như chúng ta làm giàu tập thể đúng không? Đấy, và cái giàu quan trọng nhất đấy là giàu đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Giàu thế giới bên trong, tư duy, cảm xúc, tinh thần thì vật chất nó đến. Thế thì ngày hôm nay kết quả là chân lý, không còn nghi ngờ gì nữa trên cái hành trình này. Cái quan trọng là tự hỏi chính bản thân mình thôi, phải không nào? Chúng ta gặp cái rào cản gì thì hỏi bản thân mình. Ở trưa ngày hôm nay chúng ta có mấy đội, chủ yếu là bên Hòa Đồng Nai, rồi đội Bắc Giang. Một số anh chị em, có một vài anh chị em mới, đấy. Rồi một vài anh chị em gọi là học ké. Ok, rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Xin dành cho những đội bây giờ ngày hôm nay là ngày 25, chúng ta chuẩn bị về đích rồi, về đích và xuyên đích. Đấy, thế thì trên cái hành trình này này, đấy, có những tư vấn viên đang làm việc một mình hoặc là đang hướng dẫn dẫn dắt đồng đội của mình mà có gặp trở ngại gì không trong việc giúp mình và giúp đỡ người khác vân vân. Đấy, thì anh chị em chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta cùng nhau ở đây cùng nhau tháo gỡ, đúng không? Cùng nhau đưa ra giải pháp để giúp cho chúng ta liên tục tiến về phía trước. Bởi vì sao? Bởi vì con đường duy nhất của doanh nhân đấy là chỉ có con đường tiến về phía trước thôi. Dù có bò thì cũng là tiến về phía trước, lết thì cũng là tiến về phía trước, rồi có ngã sấp mặt thì vẫn là ngã về phía trước. Đúng không anh, rất đúng anh em. À. Chỉ con đường duy nhất là con đường tiến về phía trước. Và cái vũ khí duy nhất để giúp chúng ta có thể thành công và thay đổi cuộc đời chính là giáo dục. Đúng không? À. Giáo dục là vũ khí duy nhất để giúp bạn thay đổi cuộc đời. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta S69 học tập rất là nỗ lực, rất là chăm chỉ. Ok, xin mời. Bây giờ xin mời đội Bắc Giang trước, ưu tiên đội tâm dịch trước. À, có câu hỏi gì xin mời đội thủ lĩnh Nguyễn Luyến. Xin chào thủ lĩnh quốc tế Trung Quy Cường, xin chào tất cả các anh chị em trên Zoom. Và hôm nay chúng ta đã là ngày 25 rồi, chúng ta vẫn đang trên con đường về đích và dù có khó khăn như thế nào thì cũng vẫn phải lết đến đích. Thế thì đội ngũ của Bắc Giang thì khó khăn thì cũng có rất nhiều những cái khó khăn từ trong dịch này. Anh chị em làm việc nó đôi khi nó cũng cái tác động bên ngoài ấy, tác động đến cho anh chị em, thế nên là cũng nhiều lúc cũng đau năng lượng. Thế nhưng mà với một cái tinh thần đó là quyết chiến thì mọi người vẫn đang tiến lên, nhích lên từng bước một, dù khó khăn đến đâu thì cũng vẫn phải
vẫn phải chiến đấu, bởi vì con đường chúng ta đi đó là con đường chúng ta đã chọn rồi, thì dù có khó khăn như thế nào thì chúng ta vẫn phải về đích, dù có gian lao vất vả như nào, nhiều cái rào cản từ anh chị em cũng đang kêu là cái phí ship hàng cao này, rồi thì những đơn hàng xử lý vừa rồi mới về được Bắc Giang, mới Bắc Giang mới có chuyển vận chuyển đến đơn hàng này, nhưng mà cái thời gian vận chuyển hàng thì chậm này, rồi cái phí ship hàng khi những cái hàng không đủ 100 điểm rất là cao, thì cái đấy bạn cũng đang kiến nghị và bạn Thương Luyến cũng đã kiến nghị với anh chị em, nhưng mà chúng ta thấy là cái gì cũng vậy, nó có cái lý do của nó và nó có cái những cái chung và những cái gì về mặt công ty thì công ty sẽ khắc phục, và những cái gì hội đồng thủ lĩnh thì hội đồng thủ lĩnh cũng vẫn làm việc. Thế và nhiệm vụ của anh em chúng ta thì đó là chúng ta vẫn kiên định với con đường này, và chúng ta là những người đi đầu trong cái phong trào này thì lan tỏa, và chúng ta vẫn kiên định để chúng ta xuyên đích mọi mục tiêu. Và xin cảm ơn thủ lĩnh ạ. Rồi, cảm ơn chị Luyến. Ok, cảm ơn chị Luyến. Bây giờ chúng ta nhìn mình ở đâu cũng có cơ hội, khó khăn, quan trọng là cách nhìn thôi. Và có một sự thật là anh chị em nào muốn biết sự thật giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Có một sự thật, chia sẻ với cả nhà một sự thật. Sự thật là như thế này. Thủ lĩnh và tư vấn viên luôn nhìn khác nhau. Thủ lĩnh và tư vấn viên luôn nhìn khác nhau. Tư vấn viên thì tập trung vào vấn đề. Thủ lĩnh tập trung vào giải pháp. Đó. Câu hỏi đặt ra là gì? Vậy bạn muốn tập trung vào đâu? Bạn muốn tập trung vào đâu? Đơn giản thế thôi. Đấy là sự thật cả nhà. Hôm qua ai anh chị em nào đọc cái status cường post, cường copy editing post trên Facebook không? Có cái cậu định nhảy xuống cầu tự tử ấy. Ở đây có ai đọc cái đấy rồi giơ ngón tay cái nào. À. Cảm ơn anh chị em, có khoảng 3-4 người. Những người hiện hình, chứ còn những người mà anh hùng lúc thì cường chịu không biết. Có một cái chàng trai này yêu một cái cô gái 10 năm rồi. Đấy, thế chàng trai định nhảy xuống cầu tự tử. Thế anh công an anh đến vào nay thằng kia từ từ. Bây giờ còn cái xe SH ấy. Có thể đánh làm con lô con đề gì đấy mà trúng ấy thì có thể. Bây giờ mới 3 giờ chiều. Đến 6 rưỡi mới biết kết quả. Nếu mà trúng ấy thì cuộc đời có thể thay đổi. Không có gì phải tự tử. Cậu này cậu bảo là không, nhưng mà yêu con bồ 10 năm nay rồi nó đi lấy chồng buồn quá. Anh công an anh bảo mày đúng cái đồ đậu phộng. Mày phải ăn mừng chiến thắng chứ, mày đã xài free miễn phí vợ nhà người ta 10 năm nay, phải ăn mừng chiến thắng. Đấy, thế là cậu này bảo, tức là mới chợt thức tỉnh đúng không? Anh hết giờ làm em mời anh đi uống bia. Đấy, cái cách nhìn rất là khác nhau. Phải không cả nhà? Góc nhìn rất khác nhau. Cùng một sự việc, thủ lĩnh nhìn một kiểu, tư vấn viên nhìn một kiểu. Cho nên ở đây anh chị em nào quyết định mình trở thành thủ lĩnh thì tôi ngon tay cái. Cảm ơn cả nhà. Câu hỏi đặt ra là gì? Khi có vấn đề xảy ra thì mình đặt câu hỏi cho chính mình ấy. Với vấn đề này thủ lĩnh nghĩ gì? Với cái trường hợp này thì thủ lĩnh nghĩ gì? Bởi vì thủ lĩnh và tư vấn viên bình thường ấy là luôn luôn nghĩ khác nhau, nhìn khác nhau. Thế cho nên ấy là chúng ta muốn trở thành thủ lĩnh nhanh thì nhìn theo góc nhìn của thủ lĩnh, đơn giản thế thôi. Bởi vì bản chất của cuộc sống là luôn luôn có vấn đề xảy ra, phải không nào? Ờ, doanh nhân là gì cả nhà? Anh chị em nào bật mic chia sẻ cái để chúng ta nhớ lại công việc của mình. Xin mời. Đội Biên Hòa Đồng Nai, doanh nhân là gì? Đinh Đình ạ. À em. Lê em Đình Định ạ. Lê Đình Định, ở đâu em? Em Biên Hòa anh Cường ơi. Biên Hòa. Em là trong đội Quý Huy hay đội nào em? Của như chị Thu ạ, chị Thu. À, chị Thu Chỉ, ok, nhà tư vấn chuyên nghiệp Thu Chỉ. Rồi, xin mời. Dạ. Xin cảm ơn anh với chào tất cả mọi người ạ. Thì em xin trả lời câu hỏi là doanh nhân là người đi giải quyết vấn đề. Rồi. Mà vấn đề mà càng rộng thì thành tựu càng lớn ạ. Ok. Dạ. Thế thì khi vấn đề xảy ra thì mình biết đấy là gì em?
Dạ, ví dụ cái vấn đề là mình vấn đề ví như là mình có vấn đề gì đó của bên xã hội mà cần thì mình giải quyết những vấn đề đó, hoặc là trong cái đội nhóm mình có vấn đề gì đó thì mình giải quyết vấn đề đó. Hoặc là bản thân cá nhân của mình có vấn đề đúng không? Dạ đúng ạ. Và bản thân Mình biết là nhân ví như là mình có những cái vấn đề như là mình chưa vượt qua được những cái nỗi sợ hãi, hay là chưa có lập kế hoạch cái gì nó cụ thể, thì mình biết được cái đó mình khắc phục. Rồi, tức là khi thấy vấn đề thì mình biết à đây là việc của mình. Phải không nào? Thế thì mới là làm doanh nhân. Đây là việc của mình. Bởi vì doanh nhân là người đi giải quyết vấn đề, tiền là phần thưởng. Đấy. Thế cho nên là chúc cho đội chị Luyến phải cảm ơn cái cảnh hiện nay. Đúng không nào? Nhờ có cái cảnh hiện nay là bị cách ly rồi vân vân ấy, thì mình mới biết mình mạnh như thế nào. Mình mới biết mình sáng tạo như thế nào. Chứ còn giống như là nếu mà trời yên biển lặng thì không bao giờ biết ông nào là ông thuyền trưởng giỏi cả. Có đúng không? Nếu mà tàu mà cứ chạy trên trời yên biển lặng thì làm sao biết đâu là thuyền trưởng giỏi. Phải có bão tố bập bùng thì mới biết ông nào là thuyền trưởng giỏi. Có phải không nào? Thế cho nên cần tin tưởng thuyền trưởng Nguyễn Luyến, Vũ Anh Dương rồi Nguyễn Thị chị Tuyến. Đấy là những thuyền trưởng rất giỏi. Tập trung vào giải pháp để đưa anh chị em tiến lên. Rồi, xin mời anh chị em, đội Biên Hòa Đồng Nai có câu hỏi gì? Xin mời Biên Hòa Đồng Nai nào. Biên Hòa Đồng Nai không bật mic, xin mời Bắc Giang tiếp tục. Tôi ạ, Tâm Nguyễn. Ok, xin mời Tâm Nguyễn. Xin chào thủ lĩnh, chào toàn thể các cô chú anh chị em đang có mặt ở trên Zoom. Chúc mọi người một buổi trưa học tập thật nhiều năng lượng. Em có một cái câu hỏi muốn nhờ thủ lĩnh cùng toàn thể các anh chị em ở trên Zoom hỗ trợ em một chút ạ. Hiện tại thì em đang kết nối cùng với một cô giáo phó hiệu trưởng ở dưới Nam Định. Và ngày xưa thì có kinh doanh online cùng với em. Bên một cái hãng gọi là thuốc cũng là thuốc đông y nhưng mà của Việt Nam. Thì em biết là bây giờ hiện tại thứ nhất là cô đang nghỉ hè này, thứ hai nữa là cô ấy bây giờ thì cô ấy không còn kinh doanh cái sản phẩm đông dược kia nữa, bởi vì là cái nỗi đau của cái ngành của kinh doanh online thì bản thân em cũng hiểu rất rõ, và em chính vì cái điều đó nên em đã thấy cô dừng lại. Và hiện tại thì bây giờ em cũng tìm hiểu thêm nữa là cô đang tiến thân vào cái bên cái sữa non ấy ạ. Thế thì hôm vừa rồi thì hai cô cháu có kết nối lại với nhau thì cũng nói chuyện với nhau một chút, thì xong thì em kết nối để vào chia sẻ OPP. Thế nhưng mà cô bảo mẹ em là nếu mà không nói là cái gì thì cô không vào, nhưng mà em cũng vẫn nhất định là em không nói. Đấy, thế thì sau thì cô cũng vẫn quyết định là cô không vào. Thế rồi thì sau đó thì cái cách em làm đấy là em vẫn em vẫn cứ tương tác, vẫn cứ cô cháu vẫn cứ qua lại trên những cái bài viết với nhau. Thế và em có gửi cái video vùng nguyên liệu. Đấy thì em có thấy cô xem, và hôm vừa rồi thì em có được học một bài thủ lĩnh coaching của đội nào em không nhớ, nhưng mà em có áp dụng theo. Đấy là khi mà cô ấy xem rồi thì em có nhắn tin hỏi lại cô ấy là em có nói là em là người kinh doanh, và khi mà em chia sẻ cái vùng nguyên liệu đến cô ấy thì em biết là cô cũng đã xem và làm việc hay là đồng hành với em hay không thì là do sự lựa chọn của cô, nhưng em rất muốn cô có thể là chia sẻ cho em cái sự im lặng của cô là có ý nghĩa gì, và để lần sau em giúp cho cái công việc của em nó tốt hơn đối với những người khác khi họ cũng giữ im lặng để em còn biết ạ. Và để công việc của em ngày càng phát triển hơn nữa. Em cảm ơn và biết ơn cô rất nhiều. Thế thì em cũng lại thấy cô vẫn xem. Thế nhưng cô cũng không nói gì. Thì đến đấy rồi thì em cũng chưa biết phải làm như thế nào. Thì nhờ thủ lĩnh có thể cho em thêm cái hướng giải quyết một chút ạ. Tâm là đội chị Luyến à? Dạ vâng ạ, em là đội chị Luyến ạ. Em làm lâu chưa? Em thì biết đến CBD thì cũng hơn một năm rồi ạ. Nhưng mà tập trung thì cũng chưa được sâu ạ.
Nhưng mà vào Siberia thì em cũng lựa chọn là mình sẽ lựa chọn đây là cái công việc chính của mình, nên là thành thử ra là bây giờ là hiện tại là em đã đốt thuyền rồi và nhờ thủ lĩnh cùng với lại tất cả các thủ lĩnh là hỗ trợ em. Em làm nghề gì? Bán hàng online này với cái gì đó trước kia kìa? Ấy xem làm xăng dầu ạ. Làm xăng dầu của nhà nước. Thế xong rồi là em kinh doanh em bán hàng ở đó rồi, xong rồi em có bán hàng online. Bán hàng online cũng khá lâu, thế nhưng mà em cũng không làm mạnh như là các bot online. Thế nhưng mà cũng đủ hiểu để biết rằng là cái thị trường bán hàng online, khi mà em dấn thân vào đấy thì em biết là cái vốn, thứ nhất là cái vốn này nó khá là lớn. Thứ hai nữa là cái sự sao chép nó không có cái sự sáng tạo. Với lại cả nữa là trong cái môi trường online thì bản thân em cũng cảm thấy không thích. Đấy là khi mà mình chia sẻ cái gì tới mọi người hoặc là khoe khoang cái gì đấy nó không được thật ý. Thì thành ra là em không cảm thấy nó không phù hợp với em. Ok, thì... rồi. Tốt rồi. Bây giờ Tâm ca mấy rồi? Em ca 6, nhưng mà tháng vừa rồi em bị tụt. Thế hả? Ok, tụt là chuyện bình thường, nó cũng giống như huyết áp ấy. Lúc lên thì nó phải điều chỉnh xuống tí rồi nó lại lên. Chuyện nhỏ như con thỏ. Điều đầu tiên chia sẻ với Tâm một chút như này. Ở đây chúng ta, những ai mà có cái thị trường mục tiêu, thị trường những người bán hàng online ấy, thì chúng ta phải biết một cái sự khác biệt rất lớn. Là bán hàng online chỉ là bán hàng. Chỉ là công việc bán hàng kiếm tiền. Chứ đấy không phải là xây dựng sự nghiệp kinh doanh. Phần lớn là như thế. Trừ những người gọi là boss tổng rồi thì gì đấy. Có hình dung không nào? Khi mà họ quyết định gọi là nhập cái hàng nào đó, họ muốn xây dựng cái một cái đội nhóm bán hàng lâu dài vân vân. Thế còn phần lớn những người bán hàng online chỉ là cái công việc bán hàng để kiếm thêm tiền, cũng có thể có 50 triệu hay 100 triệu gì đấy, nhưng nó không phải là sự nghiệp. Bởi vì nó có thể bay đi bất cứ lúc nào. Nó liên quan đến cái việc mà khi mà cái quy mô nó lớn hơn là gặp vấn đề. Rồi bên cạnh đấy nó không phải là xây dựng một cái hệ thống kinh doanh nó rất chặt chẽ giống như chúng ta. Hệ thống quản trị rồi tất cả mọi thứ nó rất chặt chẽ. Tâm hình đúng không? Tâm có cảm nhận được cái điều đấy không? Tâm thử bật mic xem. Dạ em có ạ. Kinh doanh online thì đúng là mình không xác định đấy, họ không xác định đó là sự nghiệp, mà họ chỉ xác định rằng mình bán một vài cái sản phẩm đấy rồi xong mình kiếm một đôi vài đồng lời ấy. Thế thành ra là nó có một cái rất là khó chịu ở trong đấy. Đấy là khi mà bạn càng lên cao thì cái lượng vốn đổ ra càng lớn và bạn nhập với cái giá nó rất là khác, thì kéo theo là những cái người đi đằng sau bạn ấy thì là sẽ rất là khó khăn trong cái quá trình bán hàng, cũng như là do cái sự phá giá ở đấy anh. Họ không thể kiểm soát được, thành ra là nó rất là khó khăn cho những người đi sau. Rồi. Thành ra là không thể, okay, không thể phát triển được. Đấy thì mình hiểu câu chuyện, mình hiểu ngoài cái nỗi đau rồi hàng hóa rồi tiền nong rồi vân vân ấy. Nhưng mà cái đi xa hơn, cái tầm nhìn xa hơn ấy, bán hàng online chỉ là cái việc bán hàng, mở mắt ra thất nghiệp cho đến khi chốt được đơn hàng. Bán hàng online nó là như thế. Thế còn ở đây chúng ta là xây dựng một cái sự nghiệp, xây dựng hệ thống kinh doanh để trở thành một nhà kinh doanh theo mạng, nhà huấn luyện đào tạo đúng không? Thầy cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Thế cho nên là hai cái đích rất khác nhau. Cái đích kia chỉ là kiếm tiền, đích của chúng ta khác. Chúng ta là trở thành ai và xây dựng một cái hệ thống không những khắp cả nước và tiến ra nước ngoài. Cho nên câu chuyện rất khác. Thế thì khi mà nói chuyện với các bạn như vậy thì Tâm có thể biết cái cách nói chuyện. Thế còn cái trường hợp cụ thể này ấy thì mình phải linh hoạt Tâm ạ. Tức là những cái người nào thì mình giấu thông tin. Những cái người, tức là em áp dụng cái chiến lược là cậy mồm cũng không nói đúng không? để đưa vào OPP. Thì với những cái người mà họ chưa bao giờ kinh doanh ấy, thì mình áp dụng chiến lược đấy. Còn với những người mà họ đã từng kinh doanh cộng với lại còn làm network nữa, thì mình phải truyền cảm hứng ngay lý do tại sao mình chọn Siberia. Lý do tại sao mình chọn. Tức là cho truyền cảm hứng ngay bằng cái tại sao mình chọn. Mình có cái lý do gì bài trong cái 6 vĩ đại do lựa chọn. Tại sao mình chọn. Lý do tại sao. Thì người ta có đi bước tiếp theo hay không ấy, quan tâm đến không ấy. Đầu tiên là cái lý do của bạn phải đủ lớn khiến cho người ta phải suy nghĩ.
đúng không? Tức là nó giúp mình thực hiện được ước mơ, và lý do tại sao mình chia sẻ với họ bởi vì giúp họ thực hiện được ước mơ. Thông điệp là như thế. Đấy, thế thì khi mà mình cái trường hợp này là mình không nên giấu. Trường hợp này là mình chia sẻ thẳng. Truyền cảm hứng video call nói chuyện ngay lập tức. Lý do tại sao mình chọn. Có thể bởi vì nó còn phải phụ thuộc vào thời điểm nữa, đúng không? Nếu mà thời điểm mà cô ấy chưa chọn ấy thì nó dễ dàng hơn rất nhiều là thời điểm cô ấy vừa bắt đầu một cái mới và bắt đầu một cái sự lựa chọn. Đấy. Thì càng như vậy mình càng phải mạnh mẽ hơn rất nhiều trong cái sự lựa chọn của mình. Từ tầm nhìn, từ những cái lý do sâu thẳm nữa. Mình muốn bảo vệ con người bằng những cái sản phẩm thiên nhiên. Có đúng không? Đưa con người quay trở về với thiên nhiên, sống với thiên nhiên. Muốn phục vụ cả cái đất nước này, cả cái thế giới này bằng những sản phẩm thiên nhiên siêu sạch, siêu an toàn của các nhà khoa học Nga. Chứ không chỉ bằng sữa mẹ, đúng không? Sữa mẹ bò, ví dụ thế. Tức là mình phải đưa cái lý do lựa chọn. À, nó rất là mạnh mẽ, mãnh liệt này, mạnh mẽ này. Cái thứ hai là sao? Cái thứ hai là về môi trường. Mình muốn trở thành ai? Phải chăng chỉ trở thành người bán hàng hay là một doanh nhân, một nhà kinh doanh trong ạ? Đúng không nào? Bây giờ hỏi cô ấy là cô bây giờ cô là một cô phó hiệu trưởng. Đấy, kể câu chuyện chị Liến thăng hỏi. Cô bây giờ là muốn là người bán hàng hay cô trở thành thầy cô giáo truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt? Cô muốn trở thành cái gì hơn? Sau khi mình chia sẻ, mình có thể đặt những câu hỏi như vậy. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Tâm đấy. Tức là một vài gợi ý như thế, Tâm nhé. Thì mình áp dụng linh hoạt. À, cái trường hợp này không nên giấu thông tin bởi vì người ta đã dấn thân vào cái hành trình này rồi. À. Ok, xin mời đội Biên Hòa Đồng Nai. Tôi. Ok, xin mời Bùi Ngọc Lượng. À, xin chào thủ lĩnh và tất cả mọi người. Thì Lượng có một tư vấn viên ở ngoài Hà Nội, Trang Hà Nội, đang mới vào với lại Siberia. Thì bạn ấy đang là nhân viên xe buýt. Bạn vẫn làm việc và vẫn theo đuổi học tập với lại F69. Vậy thì nhờ thủ lĩnh giao lưu với bạn Trang một chút ạ. Quan trọng là bạn ấy có thích giao lưu không? Có ạ. À, ok. Ừ. Dạ. Xin mời bạn Trang. Dạ, vâng, em chào thủ lĩnh Cường ạ. Rồi, chào Trang. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trang, em ở Hà Nội ạ. Yes. Em hiện tại bây giờ đang làm nhân viên xe buýt của Hà Nội ạ. Yes. Nhân viên xe buýt là công việc cụ thể là gì cha? Là xe vé thu tiền đấy anh. Thu tiền vé ở trên mỗi chuyến xe. Xe vé. À. Đúng rồi ạ. Ok, tốt. Rồi, lý do tại sao em làm Siri? Và có câu hỏi gì không? Em là nhân viên mới. Em có câu hỏi là làm sao có thể làm thêm một cách hiệu quả trong thời đầu tiên bước vào kinh doanh với Siri ạ? À, làm sao để có hiệu quả khi bắt đầu kinh doanh với CB đúng không? Dạ. Ừ. Thế điều đầu tiên là em muốn điều gì đã nào? Em muốn kiếm thêm thu nhập với anh. Ừ. Kiếm thêm bao nhiêu em? Dạ. Em chỉ chắc phải khoảng trên 10 triệu nữa. 10 triệu. Hiện nay công việc của em ấy, công việc chính của em là bao nhiêu tiền một tháng? À, em tính theo công ấy ạ. Ví dụ đủ 30 công thì được 7 triệu ạ. Ừ. Tức là không biết công hay gì thì không biết, nhưng mà hàng tháng bây giờ theo cái công việc cụ thể em ấy, trung bình là em được bao tiền một tháng? Trung bình ít nhất phải 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Rồi. Rồi, bây giờ cứ cho là 7 triệu một tháng đi. Em làm một tháng, một ngày hết bao nhiêu thời gian? Tùy theo anh ạ. Làm theo ca thì ví dụ làm sớm từ 12 giờ đến 12 giờ trưa đến khoảng tầm 10 giờ đến 1 giờ đêm ạ. 12 giờ đến 11 giờ, tức là 11 tiếng rưỡi. 11 tiếng. Vâng. 7 triệu. 11 giờ. Có làm cả ngày.
thì làm từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đó. Ok. Bây giờ em nhìn cho nó cụ thể này. 7 triệu 11 giờ trên ngày. Và em muốn kiếm tiền ở CV bao nhiêu? 10 triệu ạ. Trên 10 triệu, 15 triệu nhá. Vâng. Vâng. Đấy, đây là làm thêm. Em xin phép đeo khẩu trang chưa? Em có nhìn thấy cái màn hình anh chia sẻ không? Rồi rồi, em nhìn thấy rồi ạ. Làm 97 triệu. Vâng. Và em kết 15 triệu. Vâng. Em có suy nghĩ gì về điều này không? Dạ. Tức là bây giờ làm chính thì là 7 triệu, còn làm thêm là 15 triệu, thì em có suy nghĩ gì về điều đó? Ok, rồi Trang đang có một cái bối cảnh nó ồn, nó không tiện đúng không? Đấy, em cứ suy nghĩ về điều đó nhá. Bây giờ làm chính thì 7 triệu, làm thêm thì 15 triệu. Trước khi mà em muốn biết là làm thế nào ấy, thế nào thì nó dễ, nó không có khó. Đấy, nhưng mà xem là cái tư tưởng tinh thần của mình ấy, bây giờ em đang dành 11 giờ một ngày để em có 7 triệu. Thì bây giờ có một thu nhập gấp đôi thì em sẽ dành bao nhiêu thời gian một cách nghiêm túc? 11 giờ chắc chắn là em phải làm việc nghiêm túc rồi. Không làm việc nghiêm túc thì bởi vì là trả theo công mà đúng không? Em làm không nghiêm túc thì chắc chắn không có cái số tiền 7 triệu đấy. Thì em mất 11 tiếng. Vậy thì bây giờ muốn có một số tiền gấp đôi thì em dành bao nhiêu thời gian? Đấy, sau đó nói với anh Lượng nhé. Và thời gian nó phải hợp lý. Bây giờ rõ ràng là 11 giờ một ngày mà mình muốn có 7 triệu. Thì bây giờ là muốn có 15 triệu là mình dành 22 giờ. Ví dụ thế đúng không? Đấy. Có gì trao đổi với anh Lượng thêm. Sau đó tính tiếp. Rồi, xin mời anh chị em khác. Em Cường. Ok. Xin mời. Dạ, anh ơi. Em là Trang ở đội của anh Huy. Rồi, 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 Mai Trang. Dạ. Nãy giờ chưa hiện hỏi nhé. Không nhận ra. Ok. Dạ. Anh, cái này em trong thời gian qua em làm cũng chưa có được kết quả tốt lắm. Nhưng mà em có xem lại cái cách mình làm việc á. Thì cái trên danh sách người quen của mình đó, em làm việc nó bị chậm. Có nghĩa là khi mà kết nối em kết nối được rất là nhiều. Nhưng mà lúc em chia sẻ thì một ngày em chỉ chia sẻ được 5 bạn thôi thì là hết thời gian của em rồi. Thì em không biết là cái cách nào để mà mình có thể chia sẻ hàng loạt mà nó hiệu quả. Anh giúp giùm em đó. Dạ. Có cách nào chia sẻ hàng loạt và hiệu quả đúng không? Dạ, dạ. Ok, xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Quý Huy nè. Đấy, người hướng dẫn trực tiếp. Xin mời Quý Huy. Hello thủ lĩnh, hello cả nhà. Từ câu hỏi của bạn Trang thì thực ra Huy cũng đã làm việc với Trang rất là nhiều rồi. Đó, rất là nhiều rồi. Về cái cách để mà chia sẻ đấy. Thế làm sao để chúng ta gợi mở vừa chia sẻ nó nằm trong vòng khoảng chừng gói gọn trong 30 phút còn lại thôi. Có những người thì Huy làm khoảng 15 phút. Ví dụ như cái bạn Trang hôm trước, đúng không? Bạn Trang hôm trước vừa nói chuyện đấy thì Huy với Lượng chia sẻ chốt đó chỉ khoảng 15 phút thôi. Cái cách của mình là bây giờ phải tập trung. Và tập trung khi mình chia sẻ xong mà đã chốt xong thì mình ngưng cái cuộc đấy lại ở đó và mình làm việc với người khác. Mình có một cái điểm yếu đó là gì? Rất là tốt hoặc là rất là tôn trọng họ, thương họ. Cho nên sau một cái chốt xong vẫn cứ ngồi họ đặt thêm vài câu hỏi và cuối cùng vẫn cứ tiếp tục rề rà hoặc là trả lời. Thậm chí hết nửa ngày luôn. Thậm chí là như vậy. Thế có nghĩa là chúng ta đang bị thiếu kế hoạch. Bị thiếu kế hoạch làm việc. Kế hoạch làm việc là từ mấy giờ đến mấy giờ làm việc với ai. Và chúng ta cũng chú trọng với cái người mà người ta dành cái tâm huyết cho chúng ta trong cái buổi chia sẻ đó. Và họ có cái hướng là cái định hướng mình thấy có nghĩa là cái khả quan nó lớn. Thì chúng ta sẽ dành thêm, ví dụ như định vị là 15 đến 30 phút. Thì mình sẽ dành thêm cho họ thêm 15 phút nữa. Hoặc là thậm chí là tất cả khoảng 1 tiếng để làm sao giải thích và giải đáp toàn bộ những cái thắc mắc cũng như là trả lời ý kiến phản đối cho họ. Đó, để họ thỏa mãn và họ về với đội của mình. Đấy, nếu mà họ nghiêm túc, thực sự nghiêm túc. Hôm trước Huy cũng có post lên một cái bài ở trên nhóm á.
nếu họ thực sự nghiêm túc mình sẵn sàng bỏ thêm 30 phút đến 1 tiếng cho họ. Còn nếu những cái câu hỏi mà mục đích là gì ạ? Hỏi cho nó thoải mái cái miệng hoặc là mục đích để chọc ngoáy á, thì mình phải kết thúc ngay câu chuyện ở đó càng sớm càng tốt. Đấy, thế thì cái quan trọng là kế hoạch, ví dụ từ mấy giờ đến mấy giờ là mình làm việc với ai. Đó, mấy giờ đến mấy giờ làm việc với ai và kết thúc câu chuyện đó thì mình sẽ kết thúc làm sao cho nó thật là ok. Ví dụ như ở quán cà phê đúng không ạ? Thì chúng ta nói ngay bây giờ thì em hoặc là mình sẽ có một cái cuộc gặp khác. Đó, hoặc là cái người đấy chưa đến thì mình sẽ nói với họ là mình sẽ có cái cuộc gặp online. À, cho nên là nếu anh chị còn có thời gian thì cứ uống cà phê và chơi ở đây, mình sẽ phép được nói chuyện với lại khách. Lúc đấy kể cả không có khách thì mình gọi cho tư vấn viên của mình hoặc người đỡ đầu của mình để mình làm sao cắt được cái cuộc nói chuyện đó thì nó không bị dè dà ra những cái thời gian của mình. Đấy, cái quan trọng nhất là kế hoạch và định dạng cái con người đó và họ đã có dành tâm huyết cho mình hay không, có dành thời gian cho mình và CPD hay không. Thì mình sẽ dành thêm thời gian, còn không thì chúng ta cũng phải lập cái kế hoạch thật rõ ràng và tiếp tục follow up. Và nếu cái người đó ở trong cái tình trạng mà cần phải đẩy cái năng lượng lên cao thì mình kết thúc cái cuộc ở đó và thiết lập cuộc hẹn thứ hai. Để làm sao ạ? Ở cái cuộc hẹn thứ hai là có cái nguồn năng lượng cao hơn, có người đỡ đầu của mình, có đội nhóm hoặc là có sự kiện. Yes. Ý kiến của Huy là như vậy ạ. Ok, đúng rồi đấy. Chính xác rồi Mai Trang nhớ nhá. À. Thành công Mai Trang cũng như các bạn luôn luôn để ý thành công của một cuộc gặp. Thành công của một cuộc gặp là những cuộc gặp tiếp theo. À, cho nên ấy là mình sa đà quá nhiều vào một cái cuộc gặp mà mất rất nhiều thời gian mà nó chưa đi đến đâu cả. Đấy, vì vậy đầu tiên ấy, khi mà bắt đầu cuộc nói chuyện hoặc lúc chốt hẹn ấy, ví dụ mình nói là ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau 20 phút hay là hoặc 30 phút. Đã ấn định trước. Đấy. Bởi vì sau đấy là mình có việc rồi. Thế cho nên là bây giờ mình sẽ dành thời gian nói chuyện với bạn 30 phút hay là 20 phút. Đúng không? Ấn định trước. Đấy, và nếu mà trong 30 phút này bạn tắt điện thoại, bỏ nó sang một bên. Đúng không? Hoặc là dẹp các công việc khác. Đấy, trong một cái bối cảnh tốt, yên tĩnh thì chúng ta nói chuyện với nhau. Đúng không? Mai Trang, ta phải xác định mình là người my room. Phòng của tôi là luật của tôi. Đấy. Tức là mình là người chủ động, cho nên là gọi là xác định luật chơi, đưa ra luật chơi. Mà chơi theo luật thì cùng chơi, không chơi thì thôi. Đúng không? Thành công bằng không tiếc người. Người thành công là người từ chối được bao nhiêu người chứ không phải đón nhận được bao nhiêu người. Khi mình từ chối được nhiều người thì mình mạnh lên, và mình mạnh lên mình sẽ thành công và mình sẽ có sức hút rất lớn. Cho nên phần lớn là anh chị em là hay tiếc người, mới chưa có người, ít người là hay tiếc người, hay tiếc người là vuốt ve mất thời gian. Cuối cùng không đi đâu đến đâu cả. Ấn định trước, đưa luật chơi trước. Bao nhiêu thời gian là từng đấy thời gian. Để xong sau, người ta thấy mình là người chuyên nghiệp đúng không? Thế thì mình xác định là ví dụ trong 30 phút này mình sẽ trao đổi cái câu chuyện gì. Và những phút còn lại mình phải biết quảng bá đến sự kiện tiếp theo. Đúng không? Những phút còn lại là mình phải biết được dành thời gian cái thứ nhất là gì? Câu hỏi triệu đô. Bạn cảm nhận như thế nào về những điều mình vừa chia sẻ? Đấy, để mình biết xem họ còn phản đối gì không, vân vân. Đúng không? Nếu mà để mình nghiên cứu, bạn muốn nghiên cứu cái gì? Vân vân. Thế để gửi tài liệu. Đấy, thế sau đó sao? Nếu mà mình cảm nhận được trong vòng 15 phút đầu mình chia sẻ và mình sau đó mà mình cảm nhận người ta đón nhận vân vân thì mình có thể chốt hợp đồng. Còn chưa chốt được thì chốt cuộc hẹn tiếp theo. Đấy, làm việc thế nó mới hiệu quả. Chứ còn mình sa đà vào một cái cuộc gì đấy nó quá mất thời gian, thế thì nó không hiệu quả, đúng không? Thì đấy, cái hướng là như thế. Thế Mai Trang làm xong tiếp tục rút bài học, quan sát, phân tích, đúc kết để rút bài học. Ok, cảm ơn câu hỏi của Mai Trang. Mai Trang còn hỏi gì thêm không Mai Trang? Anh Trang xin hỏi tiếp một câu nữa. Trong cái quá trình em chia sẻ, em có thấy một cái vấn đề đó là xảy ra chính với bản thân em luôn, là khi em nói chuyện với khách hàng của mình đó, thì cảm thấy lúc mà em chia sẻ về cái sản phẩm của mình đó,
thì cái năng lượng của em cực kỳ cao, có nghĩa là khi đó em chốt sản phẩm rất nhanh, khoảng 15 phút là xong một sản phẩm. Nhưng mà đến xong một bộ, nhưng mà đến khi mà chia sẻ về cơ hội kinh doanh cho khách hàng á, thì em không, lại không truyền được cho người ta cái lửa về cái bối cảnh kinh doanh của mình nó cực kỳ tốt, mà em không làm cho người ta cảm nhận được cái điều đó, thì sau đó lại họ lại quay lại cái hướng là sử dụng sản phẩm trước rồi sau đó mới kinh doanh. Thì em bị chậm là ở cái vấn đề đó, mà em không biết tại sao em nó cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài mà em chưa tìm được cái nút. Cái thế mạnh của em là em rất yêu sản phẩm. Thì mình tập trung vào thế mạnh của mình. Mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Tập trung vào thế mạnh của mình. Đấy, nhưng mà thêm một cái thông điệp một chút nữa. Nếu thêm một thông điệp một chút nữa là bạn thấy là đấy, với cái sản phẩm mà nó tốt như này và giá như thế này, thì bạn hình dung cái khả năng kiếm tiền như thế nào. Đúng không? Để người ta bắt đầu bằng cái gieo cái hạt kinh doanh. Nhưng thông qua sản phẩm. Bởi vì mình rất yêu sản phẩm, mình có niềm tin rất là mạnh mẽ với cái sản phẩm này, thì bởi vì thế thì em mới chốt sản phẩm nó dễ, đúng không? Đấy, với cái sản phẩm với giá như thế này, mà theo bạn là ai cần sức khỏe, ai cần sắc đẹp, đúng không? Và với cái giá này bạn có thể hình dung ra khả năng kiếm tiền như thế nào bằng một cái câu mà gieo như thế, để sau đó sau đó mình sẽ định hướng kinh doanh, nó sẽ dễ dàng hơn là người ta chỉ sử dụng sản phẩm. Còn trường hợp nữa là gì? Nếu người ta chỉ dùng, tức là người ta dùng trước đã, dùng rồi sau đó bắt đầu mình nói chuyện câu chuyện tiếp theo. Cứ cho người ta bước đầu dùng đã. Bây giờ mình nói về câu chuyện tiếp theo liên quan đến nhu cầu thị trường, vấn đề thị trường, đúng không? Mình dẫn dắt câu chuyện tiếp theo. Thì không có sai và không có đúng. Nhưng mà mình có cái thế mạnh đấy thì mình tập trung vào thế mạnh đó. Thì mình có thể là chậm hơn một bước là người ta bắt đầu bằng sản phẩm, sau đó câu chuyện kinh doanh cũng không sao. Dạ đúng rồi đó anh, em thấy em bị chậm một thời gian là như vậy. Mỗi chút là xong phải gặp để định hướng kinh doanh. Nếu định hướng cùng mình, một mình không định hướng được thì làm việc cùng người hướng dẫn của mình. Dạ. Các bạn cũng sử dụng sản phẩm này 3-4 tháng nhưng em chưa chuyển bạn đâu qua được kinh doanh. Bằng cách học cái cách gợi mở, bạn cảm thấy thế nào? Đúng không? Đầu tiên là hỏi xem họ cảm thấy thế nào. Thế bạn có thấy là cái sản phẩm này có thấy cả chồng cần không, vợ cần không, con cần không, bố mẹ cần không, gia đình cần không, rồi bạn cảm thấy là hàng xóm có cần không. Thế thì cần thì thấy là cả cái cộng đồng, cả đất nước này có cần không và có khả năng dùng được không. Thế bạn nhìn thấy là ví dụ tất cả mọi người đều cần dùng như thế, nó tốt như thế, giá nó như thế, thì theo bạn có kiếm được tiền không. Tức là cái quá trình, bởi vì mình phải hiểu nghề của mình. Nghề của mình là gì? Nghề của mình đấy là truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt, đúng không? Truyền cảm hứng, thắp sáng và dẫn dắt. Thế thì đầu tiên mình đã giúp cho họ dùng sản phẩm rồi. Thì việc tiếp theo là gì? Bắt đầu mình thắp sáng, truyền cảm hứng cho họ để họ có mong muốn có một cái cuộc sống tốt hơn, cấp đôi thu nhập, ví dụ thế. Bắt đầu thắp sáng ước mơ cho họ. Và những câu hỏi vừa rồi chính là những câu hỏi dẫn dắt để mở ra tiếp cho họ một cái bức tranh tiếp theo. Cái bước đầu tiên đấy là dùng sản phẩm. Và mình dẫn dắt, gợi mở để dẫn dắt ra cái bước tiếp theo là kinh doanh. Đấy. Chứ không thì họ sẽ chỉ dừng ở lại ở cái sản phẩm thôi. Nếu như mình không biết cách dẫn dắt thì người ta không nhìn thấy cái gì cả, đúng không? Đấy, thì mình phải cho người ta nhìn được cái mình nhìn thấy, đúng không nào? Ok. Đấy, bên cạnh đó thì ngoài đấy là một cái thông điệp rất dễ để ai cũng có thể làm khi mà mình đi từ sản phẩm, rồi sau đó mình có thể quan sát cuộc sống của họ, quan sát công việc của họ, thì mình biết ngay là người ta đang bao nhiêu tiền một tháng, có đúng không? Thì lúc đấy mình hỏi xem bạn định làm công việc này đến bao lâu, bạn định làm cái công việc này đến khi nào. Ôi, hỏi một câu đấy khá nhiều người đau đầu nhé. Bạn định làm cái công việc này đến khi nào? Thế sau đó bắt đầu ra cũng là thắp sáng và dẫn dắt, đúng không? Rồi dần dần Mai Trang từng bước một, cứ làm đi, xong từng bước một, chứ không nó nhiều quá tẩu hỏa nhập ma. Ok.
em cảm ơn anh. Yes. Đấy, xử lý từng vấn đề một. Một là bây giờ định lượng cuộc gặp, mình thiết lập luật chơi, mình là người chủ động thiết lập luật chơi. Thành công của một cuộc gặp là cuộc gặp tiếp theo. Việc thứ hai đấy là em có thế mạnh về niềm tin sản phẩm, em bán hàng rất dễ, chốt sản phẩm rất dễ, tập trung vào sản phẩm, sau đó mình dẫn dắt, thắp sáng và dẫn dắt, không có vấn đề gì cả. Cách nào cũng được, quan trọng mọi con đường đến thành Rome, đúng không? All roads lead to Rome, đi đường nào rồi cuối cùng cũng đến Rome. Xin mời anh chị em khác nào. Em Mỹ Thúy. Ok, xin mời Miễn Thúy. Miễn Thúy đội nào nhỉ? Em đội Thu Trì, vợ có định hồi nãy ạ. À, rồi rồi rồi. Để em chào thủ lĩnh quốc tế và chào tất cả các anh chị em Zoom. Thì thủ lĩnh hỏi các em đang gặp vấn đề về nhiều vấn đề về tuyển dụng ý. Em tuyển được rồi, nhưng mà khi người ta mua sản phẩm về nhưng người ta không sử dụng. Ví dụ như hôm rồi em tuyển được một cái cô hiệu trưởng trường mầm non nhà nước ấy, và làm những phòng tục ấy, thì cô về hưu rồi. Thì em cũng có tìm cái nhu cầu của cô là cô nó làm trong cái ngành giáo dục là 30 năm rồi, nhưng mà về hưu thì cũng lương cũng được 8 triệu thôi. Và bây giờ cô đang làm cái cũng là hiệu trưởng một cái trường tư nữa thì cũng được có mười mấy triệu, nhưng mà tìm hiểu nhu cầu thì nhà cửa đang lụp sụp và đang bị ngập nước ngập vào, và các con cũng học đại học nhưng mà công việc cũng chưa đến đâu cả. Thì cô tìm hiểu nhu cầu và trao đổi cho cô công việc thì cô đã đồng ý và mở mã số và đặt sản phẩm để uống. Nhưng từ đây, từ 2 tháng nay thì cô nó không uống, không chịu uống, và cô nó cũng... Cô đã uống khi nào chưa? Chưa uống khi nào. Ờ, ok. Đặt sản phẩm về mà không uống, rồi bây giờ cô đã đang theo thế một em cái có tài... Hỏi, em có hỏi lý do tại sao? Lúc mà đặt sản phẩm mua thì cô kêu là cô đang nhiều bệnh lắm, thì đặt cho cô như vậy đấy, xong rồi về bây giờ hàng về rồi em kêu cô ấy, uống đi để có cảm nhận, để rồi mà kinh doanh. Thì cô kêu cô đang bệnh lắm, cô đang uống cái này, uống cái kia. Từ chối vậy. Nhưng mà thì, bây giờ em mới nhận ra là khi mà cô đồng ý cô gặp em là chắc là cô nó kiểu là muốn chia sẻ cho em bên tài chính ấy. Là cô nói với em là cái bên cô nó có đầu tư vào một mã là 25 triệu là hàng tuần nó gửi tiền về vậy, nhưng mà em cũng không quan tâm tại vì em nghĩ như vậy là cái hình thức đó là không được lâu dài nên em không quan tâm. Và bây giờ em tương tác với cô ấy, cô vẫn tương tác lại với em nhưng mà nói hoài cũng không uống sản phẩm. Và cũng không tìm hiểu kỹ về bên này. Hôm nay rồi, ok. Dạ. Rồi. Thành công là do lựa chọn. Đúng không nào? Bởi vì mình phải biết mục đích của người ta là đang muốn lôi kéo mình làm tài chính 25 triệu chẳng phải làm gì, tiền chuyển về. Thì lấy đâu ra tiền mà chuyển về, tiền của mình trả cho mình. Yes. Tức là câu chuyện của người ta là người ta đang muốn tuyển em làm tài chính chứ không phải là người ta muốn làm Sibri. Cho nên mình phải dành thời gian cho đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng nơi, phải đúng người. Cái người người ta có mong muốn thực sự, chứ không phải người đang muốn tuyển mình. Thế còn bây giờ người ta, cô đang theo cái đấy, mình cứ chơi. Thế còn và bây giờ cô mua sản phẩm rồi, nếu mà mình muốn cho cô sử dụng sản phẩm ấy, mình hỏi lý do tại sao cô chưa dùng. Đúng không? Mình muốn biết thì phải hỏi. Các cụ nói rồi, muốn biết phải hỏi. Không biết là tại sao cô chưa dùng thì hỏi lý do tại sao cô chưa dùng. Đúng không? Cô ấy mua 100 hay 200 điểm ấy? 100 ạ. À, 100 đấy. Hỏi xem lý do tại sao cô chưa dùng. Phải hỏi đã. Trời, em cũng hỏi mấy lần. Cô kêu là cô đang uống cái hàng của bên này. Cô đang bị nhiều vấn đề. Cô uống hàng của Mỹ, của Pháp gì đó. Đó. Ừ. Thì hỏi tiếp. Cô uống cái đó, cô cảm nhận thế nào? Dạ. Thế. Cô uống, cô cảm nhận thế nào? Có cải thiện gì không? Đúng không? Nếu mà người ta đang cảm nhận tốt, thay đổi tốt thì lúc đấy có thể người ta chưa quan tâm đến cái sản phẩm mặc dù mình mua rồi, bởi vì người ta đang có tình yêu, có cảm nhận, đang tạo ra thay đổi. Nhưng nếu mình hỏi thế mà nếu mà người ta chưa thay đổi nhiều thì lúc đấy bắt đầu mình bán niềm, truyền niềm tin mãnh liệt vào đấy. Cô thấy cô có kim cương vàng bạc châu báu ở trong nhà mà cô không biết à, cô có biết đất khác kim cương ở chỗ nào không? Để cho người ta trả lời xem đất khắc kim cương ở chỗ nào. Thúy biết đất khắc kim cương ở chỗ nào? Dạ, kim cương là bị chịu được sức nén. À, thế còn đất? Còn đất thì là chỗ nào cũng có. Ừ. Nó có chỗ nào cũng có thể dây bẩn được. Rồi, anh chị em khác là đất khắc kim cương ở chỗ nào?
kim cương được tôi luyện qua nhiều cái, ví dụ như là được một cái viên kim cương thì mẹ bắt tôi luyện bà mài rũa. Câu trả lời của em rất chính xác. À, có ai có cái cách trả lời mà góc nhìn khác không? Thế khi mình hỏi cô ấy là đất khắc kim cương ở chỗ nào để cô trả lời. Thực ra bản chất ấy, đất khắc kim cương, ví dụ giống cái lọ sản phẩm, không biết đâu rồi, mình vứt ra đường ấy, nếu mà cái người mà không biết gì về nó, người ta có nhặt không? Không. Không, đúng không? Có thể là cho trẻ con nó chơi đồ chơi, hay bà đồng nát, bà ấy thu gom, bà ấy nhìn thấy cái lọ hình nhựa nhựa và gom, đúng không? À. Cho nên là đất và kim cương nó khác nhau ở cái gì? Khác nhau ở sự hiểu biết về giá trị của nó. Cô ấy đang có kim cương ở trong nhà nhưng cô ấy chưa biết giá trị. Có phải không nào? Và việc của mình là phải cho cô ấy biết về giá trị của nó. Chứ không thì nó cũng chỉ giống như đất thôi. Là anh sáng nay cũng nhắn tin cho cô là kêu là cô chưa sử dụng sản phẩm là vì cô chưa hiểu về giá trị của nó. Nhưng mà cô tìm hiểu kỹ càng thì em tin chắc rằng cô sẽ yêu nó còn hơn bất cứ cái gì trên đời này. Và cô đã tặng em một cái gì đó cười đau bụng đó, cái hình người cười mà ôm bụng cười đó, chắc em bị chưa hiểu gì về cái vấn đề này. Hỏi tại sao cô lại cười nắc nẻ như thế, cô phản hồi cho cháu biết được đúng không? Hỏi tại sao cô, cháu biết là cô là người rất vui tính, cười cái hình cười này có ý nghĩa gì, cô cho cháu biết đấy. Nhờ Nguyễn Thúy, người tiếp theo, tập trung vào đúng chỗ, đúng cái người khát khao ấy. Thành công là do lựa chọn. Mình được chọn người để cùng kinh doanh với mình, phải không? Bây giờ người ta còn đang bận tâm đi cái tài chính mà mình mất thời gian. Không đi thay đổi những người đang kiếm tiền dựa trên sự gieo lòng tham dễ dàng và lười biếng. Có vào đây cũng không làm được đâu. Hoặc là có làm được thì cũng mất rất nhiều thời gian để chuyển hóa. Bởi vì tiềm thức đang thích đi nhanh và dễ. Thúy hiểu câu chuyện không? Còn nghề của chúng ta là gì? Nghề của chúng ta là giúp cho con người học tập để chuyển hóa, thay đổi thế giới bên trong, đúng không? Hướng tới giá trị tốt đẹp, vật chất nó đến. Chứ không phải nghề của chúng ta là ở đây đây nhanh nhanh lắm, dễ lắm. Không có. Đấy, thế cho nên là trường hợp đấy như vậy. Rồi, cảm ơn Nguyễn Thị. Đội của Nguyễn Thị Doan có hỏi gì không nào? Xin mời. Hỏi các bạn ấy, nhưng các bạn chưa có câu trả lời, các bạn vẫn ngồi đây dự đấy. Ok. Đại có câu hỏi gì không em? Dạ em chào thủ lĩnh, em chào tất cả các anh chị em. Thực ra thì em hiểu cái mức độ thì em là người mới bắt đầu, nên là em hiểu là trong mỗi cái giai đoạn mình làm nó sẽ có những khúc mắc khác nhau. Nhưng mà đối với em là trong quá trình thời gian mình làm đầu tiên ấy, thì tất cả các câu hỏi về thắc mắc hay 6 bước đi hay 9 bài học thì tất cả thủ lĩnh đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Còn đâu em thì em suy nghĩ là trí tuệ nó đến từ tư duy. Tức là khi mình gặp một khúc mắc gì thì chính bản thân mình phải biết, mình phải hiểu là mình đang khúc mắc ở đâu. Đấy, mà mình tự mình đặt cho mình những câu hỏi và mình trả lời được cho mình trước. Khi mình trả lời được thì là khi đó trí tuệ của mình mới có. Và nếu mình thực sự mình khúc mắc, mình không biết phải giải quyết như nào thì mình nên nhờ đến thủ lĩnh. Yes. Đấy, thì tại là em đang học những cái bước đi rất chắc chắn ban đầu thôi. Còn đâu khúc mắc thì em chưa khúc mắc nhiều trong giai đoạn đầu tiên này. Rồi, ok, cảm ơn ạ. Bây giờ mình cứ action, đúng không? Đưa vào quá trình hành động. Yes. Học, hiểu, hành. Và học xong hành động thì lại giúp cho mình hiểu sâu hơn. Rồi, xin mời tiếp tục đội Biên Hòa Đồng Nai. Có câu hỏi gì? Tôi, Thảo Đỗ. Rồi, xin mời cô giáo Thảo. Dạ vâng. Xin chào Thủ lĩnh Quốc tế Trương Huy Cường cùng toàn thể các anh chị em đang có mặt trên Zoom. Thì cái câu hỏi này con cũng lưỡng lự là không biết nên hỏi hay không, tại vì là vốn dĩ đây không phải là tuyển dụng một trường pháp. Muốn hỏi nhưng thì mà hỏi luôn, không cần phải quan tâm. Đã phân tích rồi. Dạ, này là vô tình con cũng làm quen được ở trên mạng xã hội là anh ấy cũng kết bạn với con. Anh ấy hiện tại là ở bên ngoài Đồng Nai luôn.
cũng là từng học rất là nhiều khóa phát triển bản thân của thầy Phạm Thành Long, nhưng mà học online. Và cái thứ hai nữa là anh ấy đang là một chủ doanh nghiệp tôm cá rất là lớn, và cũng định hướng cho con của mình là đi theo cái hướng mà phát triển online như vậy nè, là cứ cho con học các cách mà làm website bán hàng online. Sau đó thì con mới thấy là anh ấy rất là thích sự phát triển thân, thích con mình cũng được là tự do rồi có thu nhập tốt rồi như vậy đấy. Thì con cũng có nói về series, có nói về môi trường series. Thì anh ấy mới có cái quan điểm như thế này, là thầy Phạm Thành Long có dạy có hai cái điều, là thứ nhất là xây dựng của riêng mình, không dựa vào người khác. Và cái thứ hai nữa là không thấy người khác làm được mà mình làm theo. Thì cái này tại vì là con không có chuyên sâu về cái này nên là con cũng không biết trả lời sao, nên là thử lĩnh giải quyết dùm con vấn đề này được không ạ? Ok, cái gì xây dựng của riêng mình đúng không? Biết sử dụng nhưng không sở hữu không? Thảo biết chưa? Bây giờ anh là người Thảo bật mic nhỉ? Thảo bật lại mic. Rồi. Dạ. Anh là người học nhiều rồi. Anh thử chia sẻ quan điểm cho em hiểu về sử dụng nhưng mà không sở hữu. Dạ. Bài học này Thảo có nhớ không? Thứ nhất là mình có nhớ không đã? Chú nhắc lại con một chút. Ok, thôi hỏi người đỡ đầu Nguyễn Quý Huy nhé. Rồi hỏi tiếp câu, nếu mà hiểu bài đấy rồi xong hỏi tiếp câu nữa là anh có biết tại sao mà anh muốn cho con tự do đúng không? Một trong những thứ khiến cho con người ta mà không tự do được là gì? Anh có biết không? Đấy chính là sở hữu. Anh có đồng ý với em là anh đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng. Anh ra đi tôm cá tép của anh có mang theo được không? Anh chẳng mang theo được cái gì cả. Có đúng không? Có mang theo được không? Thế anh có muốn tự do tự tại đi chu du khắp cái thế giới này mà doanh nghiệp vẫn phát triển toàn cầu, hay anh ở nhà ôm ấp với tôm cá tép của anh? Ví dụ thế, nếu mà thân thiết thì mình có thể dùng ngôn từ như thế, còn nếu mà chưa thân thì mình nói nó nhẹ nhàng. Sở hữu khiến cho con người ta không có tự do, khiến cho con người ta bị ràng buộc. Đúng không ạ? Và càng sở hữu nhiều thì càng không có tự do. Và cái kinh doanh của mình nó hay nhất, nó gọi là kinh doanh không sở hữu. Đấy là cái điều thứ nhất. Những người, đấy là góc nhìn. Rồi câu hỏi tiếp theo, bây giờ anh là doanh nhân, anh thích nhìn theo góc nhìn của ông Long hay góc nhìn của anh? Đúng không? Anh thích cứ nhìn góc nhìn nào. Thế bây giờ anh có muốn biết góc nhìn của thầy ông Long không? Em biết thầy ông Long là ai không? Không. Anthony Robbins. Phạm Thành Long đã bỏ tiền ra đi khắp thế giới theo Anthony Robbins để học tập tất cả các chương trình. Để xem ông thầy của ông Long nói gì, gửi cho cái video Anthony Robbins nói chuyện với Eric Ruri ấy. Hỏi, bảo bây giờ anh hỏi thầy Phạm Thành Long xem có đúng ông ấy là thầy của anh không? Thế bây giờ anh thích nghe theo ông thầy của ông Long hay nghe theo ông Long? Đúng không? À, ví dụ thế. Thảo nhá. Như điều quan trọng như này, điều quan trọng là Thảo làm để có bài học, để có kinh nghiệm. Nhưng Thảo còn đang trẻ, định hướng tập trung vào phụ nữ, đỡ mất thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người bướng đầu đấy vào ấy, mình, bởi vì cái năng lực để mình luyện, để mình có thể gây ảnh hưởng được những cái đầu đấy là mất thời gian lắm. Thế cho nên ấy, bây giờ muốn đi nhanh hơn thì tập trung vào đúng chỗ, đúng cái mảnh đất màu mỡ. Thảo nhá. Thế còn mình muốn làm để luyện thì cứ làm, không có vấn đề gì cả. Thank you. Dạ, cảm ơn chúc mừng. Cảm ơn bạn. Mỗi một người có một góc nhìn khác nhau, một quan điểm khác nhau, bởi vì ông ấy ông chỉ nhìn ở góc độ đấy thôi, mình nhìn câu chuyện khác. Khi mà Jack Ma thành lập Alibaba, đầu tiên là tập hợp những cái người bạn khác chia sẻ, lúc đấy chỉ có một người 50-50 thôi, còn tất cả phần lớn phản đối hết. Rồi sau này khi mà thành lập công ty xong thì có 18 người follower, ta có 18 người đồng hành.
đi cùng với Jack Ma. Và sau này 18 người đấy đều trở thành đa triệu phú và tỷ phú. Và người ta đặt ra một câu hỏi là vậy có nhất thiết phải trở thành leader làm riêng cái của mình hay không? Thế thì người ta mới tổng kết, phân tích, quan sát, phân tích, đúc kết rằng là gì? Làm riêng cũng tốt. Nhưng đôi khi đi đúng leader có thể tốt hơn rất nhiều. Đôi khi mà đi cùng với leader để mình là leader của tạo, leader của leader của leader, tóm lại thế, nó tốt hơn rất nhiều. Thế bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ mà xem, bây giờ có rất nhiều ông chủ, bà chủ spa đúng không? Làm riêng cho mình, mở hiệu thuốc riêng cho mình. Có tốn kém không? Tốn kém rất nhiều. Đấy. Thế cho nên ý, làm riêng cũng tốt. Nhưng có những trường hợp đi cùng đúng với leader nó còn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì cuộc chơi nó lớn hơn rất nhiều so với cái riêng của mình. Thảo ạ. Cuộc chơi tôm cua cá nào đó nó chỉ đâu đó loanh quanh ở Biên Hòa Đồng Nai thôi. Thế có thích cuộc chơi khắp giải đất hình chữ S vào quả cả cái quả địa cầu này hay không? Đúng không? Mà riêng thì cũng cuối cùng chết cũng có mang đi được đâu. Chả mang đi được. Thảo nè. Ok. Rồi. Nhân tiện cái câu hỏi của Thảo cũng chia sẻ như vậy để anh chị em có, chúng ta có thể hình dung nếu chúng ta gặp những trường hợp tương tự ấy. Mình, bởi vì sao? Mình là người soi đường, dẫn đường. Cho nên là luôn luôn phải có tầm nhìn lớn hơn, tầm nhìn xa hơn. Đấy. Và có thể dẫn dắt được, định hướng được cho người khác. Thế còn họ theo hướng của mình hay không, đấy là việc của họ. Đúng không? Đấy là việc của họ. Thế xong lại kể nốt cái câu chuyện của Giang Ma ấy. Thế thì sau này người ta mới nói rằng là nếu như người ta biết được rằng đi cùng với Jack Ma lúc đó, 18 người đi cùng lúc đó trở thành đa triệu phú và tỷ phú đô la nhé, hết rồi. Và người ta biết rằng nếu như đi cùng Jack Ma là đều trở thành triệu phú và tỷ phú thì không phải 18 người mà 1.800 người đi cùng ông ấy. Thảo hình đúng không? Cho nên không phải lúc nào leader tự làm riêng cũng tốt, có đúng không nào? Ok, cảm ơn câu hỏi của Thảo. Xin mời anh chị em tiếp tục, Hà Quyên. Dạ, em xin chào thủ lĩnh Thư Tùng và em nhân viên Dung. Thì ngày trước thì em biết tới cái Siberia thì đó là một cái giá trị mà về sức khỏe như em đã tìm kiếm bao lâu nay, và trong tiềm thức mình là mình luôn khát khao và mình luôn ước ao có một cái phương pháp nào đó mà để mình có thể thay bằng thuốc tây hoàn toàn, mình không lệ thuộc và mình không có bất kỳ một cái tác dụng phụ nào. Và khi mà em cảm nhận được cái sản phẩm mình thì thực sự nó quá là tuyệt vời. Và em luôn đi gieo đến cho mọi người. Và lúc thời gian đầu thì em ai cũng chia sẻ, rồi ai cũng chia sẻ, bất kỳ đối tượng nào, kể cả cô bán rau, cô bán thịt, em cũng đều chia sẻ hết. Nhưng mà trong một cái quá trình mà em làm em ngẫm thì mình nhận thấy một điều là cho dù sản phẩm mình có tốt nhưng mà người tiêu dùng người ta không chịu vào dung thì người ta cũng bỏ cuộc, người ta cũng rời bỏ cuộc chơi. Và một cái điều nữa là em đã sàng lọc lại là hiện nay thì em tập trung vào mình tuyển các thị trường mà đang làm, em có thể là người ta bắt đầu làm hoặc là người ta đang làm mà chưa có thành quả. Thế thì dạo đây thì em đánh mạnh vào cái thị trường về sản phẩm của ngành em, đặc biệt là Hyperlife. Thế thì em kết bạn được bình tĩnh. thứ nhất là chúng ta cái record này và có phát public đúng không? Đấy, và quy định của nghị định 40 là chúng ta không tuyển đồng đội rồi vân vân. Đấy, tất cả đều là đồng nghiệp hết, chúng ta có thể làm bạn hay gì đấy, đúng không? Thế cho nên ý, đề nghị thứ nhất là chúng ta không nói tên công ty nào ở đây hết. Chúng ta được chưa nào, Hà Quyên? Rồi, dạ, đúng rồi. Em xem như em bị nó hớ đi và em rút lại cái câu vừa rồi. Thì em có chiêu mộ và em kết bạn những người bạn đồng đội, đồng nghiệp cùng với mình làm các ngành em khác. Thì mới ban đầu em cũng kết bạn và em cũng hỏi cái câu chuyện về sản phẩm. Em cũng nói về sản phẩm rất tốt và em cũng đồng cảm. Mới ban đầu em cũng làm các 6 bước. Thì đến một cái bước mà em hỏi là thế công việc mùa dịch này của bạn có phát triển tốt không? Thì người ta cũng trả lời là về mùa dịch này thì cũng hạn chế tụ tập, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì em mới hỏi tiếp là vậy thì hiện tại thì công việc đang khó khăn như vậy, bạn có muốn có thu nhập thì bạn có tìm hiểu đến một cái cơ hội nào khác không? Thì em bắt đầu em hỏi là bạn đã biết đến cái Siberia không? Thì người ta cũng trả lời là không, chưa bao giờ nghe tới. Thì em bảo chúc mừng bạn, thì đó là biết đâu được đây là một cái cơ duyên và nhân duyên của mình và bạn. Thì bạn cứ mình cứ trao đổi những cái kinh nghiệm, biết đâu những cái hay của bạn thì chắc chắn mình sẽ học. Ở đâu đó có những cái mà mình điều những có thể là những điều bạn chưa biết thì bạn có thể tham khảo từ mình. Thì
em cũng tạo sự khát khao cho người ta, và người ta cũng hỏi và người ta cũng rất là tò mò về Siberia nó là cái gì. Thì em cũng học được một cái chị thủ lĩnh Hồng Lĩnh, thì chị có nói là mình phải tạo sự khát khao, thực sự mong muốn của người đó thì mình mới gửi. Và sau khi mình gửi là mình có hỏi là cam đoan với bạn xem thì mình mới gửi. Thì em cũng làm cái bước đó, thì bạn nói là bạn cứ gửi đi, mình sẽ xem nghiêm túc. Nhưng mà thì khi mà em gửi xong thì đối phương thì người ta cũng chỉ xem, và em hỏi là sau khi bạn xem và bạn cảm nhận như thế nào. Rồi bên kia thì chỉ bằng một cái thái độ là im lặng và đã xem. Thế thì 2-3 ngày sau em lại tiếp tục, hôm nay bạn có khỏe không? Em cũng thực sự mà nói là trước đây với cái tính của mình thì em khá là kiên nhẫn trong công việc này. Em cũng hỏi là bạn xem và cảm nhận thế nào, và bạn cũng không nói gì hết. Thì em lại tiếp tục hỏi là điều gì khiến bạn không trả lời mình, thì bạn cũng chỉ giơ với ngón tay. Thì em thực sự em biết nói sao, em bảo ôi cái bàn tay bé bé xinh xinh đó. Thì lúc đầu bạn mới trả lời, và bạn trả lời nhưng mà chỉ trả lời một hai câu hi hi cảm ơn bạn. Nhưng rồi rất là nhiều cái câu chuyện và rất là nhiều cái cuộc hẹn hò như vậy thì đều là bạc vô âm tín. Thì em muốn nhờ các vị thủ lĩnh trên đây là đưa ra cho em một cái phương án, hoặc là có một cái góc nhìn nào đó, ví dụ như có thể là em đang sai ở một cái chỗ nào đó mà khiến nhiều người, rất là nhiều người, hầu như ai cũng chỉ xem và im lặng, không thể nói thêm gì nữa. Cho nên em không biết cái câu trả lời của mình ở đây như thế nào. Khi im lặng thì em có hỏi không, có áp dụng chiến lược hỏi im lặng không? Em có hỏi là sau khi bạn xem bạn cảm nhận như thế nào, người ta cũng không trả lời. Thì em hỏi tiếp là điều gì khiến bạn không thể trả lời câu hỏi của mình, thì người ta cũng tiếp tục im lặng. Ừ. Lâu lâu thì em đặc biệt em có những cái ấn tượng nào, cái video của anh Cường khá là đặc biệt đối với em, thì cảm nhận của mình thì mình thấy nó rất là hay, và mình gửi cho mọi người bảo anh nhất định, hoặc là bạn nhất định bạn xem cái này nhé. Thì sau khi bạn xem thì biết đâu được cuộc đời của bạn sẽ có những cái suy nghĩ khác, và bạn sẽ không bao giờ hối hận sau khi xem cái video này. Rồi, ok, thôi lên rồi. Anh cho em nghe câu chuyện của anh chiêu mộ Nguyễn Thị Doan như thế nào, làm MMM 6 năm rồi. Doan, các bạn anh nghe. Em xin chào tất cả các anh chị có mặt trong vòng Zoom ngày hôm nay. Thực ra thì cái câu chuyện của em thì em cũng làm kinh doanh theo mạng được 6 năm rồi, với công ty mỹ phẩm. Và thực sự là cũng là phải nói là nhân duyên ấy. Nhân duyên đầu tiên đó là vì sao mà em gặp anh Cường, cũng nhờ cái Facebook thôi. Và anh Cường kết nối với em, đầu tiên cũng chỉ là những cái câu chuyện anh ấy hỏi thăm, rồi là anh cũng có đưa ra những cái câu hỏi về cái công việc của mình ấy. Và sau khi thì anh có hỏi là cái mục đích ấy, cái mục đích của em ấy, ước mơ của em là gì ấy. Và cũng anh có đưa ra một cái câu nói là nếu như mà em biết được cái điều này ấy thì chắc chắn rằng cái cuộc đời của em sẽ khác. Và em tò mò, anh Cường luôn dẫn dắt một cách để làm sao cho người khác tò mò những cái mà người ta cần, người ta thiếu. Bởi vì khi mà anh Cường làm cái điều đó thì Doan đã tò mò, không biết là ông này ông ấy là ai mà ông ấy có một cái tầm nhìn ấy, để làm sao cho mình những cái câu nói và những cái cách nói của anh đấy để làm sao cho mình tò mò, mình phải khiến mình lúc nào mình cũng trăn trở, mình nghĩ đến cái câu trả lời đó. Anh không cho câu trả lời ngay đâu ạ. Anh luôn luôn dẫn dắt để bắt mình phải đi tìm. Và chính cái điều đó đã làm cho mà Doan bao nhiêu năm Doan làm kinh doanh theo mạng, và thực sự cũng có lúc lên lúc xuống. Và cái điều mà Doan cần nhất bây giờ Doan đi tìm thì thực sự như có người đã gợi mở cho mình cái điều đó. Và Doan luôn luôn khát khao đi tìm. Thế thì khi mà anh ấy gửi cho mình một cái video về cái sự lựa chọn đấy ạ. Khi mà mình xem xong cái video đó thì mình nghĩ đến là tại sao mà cái điều mình cần nó đã đến ấy. Và sau đó thì mình kết nối luôn anh Cường, và mình đã trả lời được cái câu trả lời mà anh Cường anh ấy hỏi, đó là thành công là sự lựa chọn. Và chính cái đó đã thuyết phục cái video đó, và cái sự cùng mà gợi ý của anh Cường để những cái gì mà anh Cường đã rất là hiểu mà Doan đang cần cái gì. Bởi vì khi muốn mà tuyển được ai đó thì phải hiểu được người đó cần cái gì và người đó đang yếu thế cái gì. Và anh đã nhìn nhận được ra điều đó ở Doan hay sao ấy, mình nghĩ thế. Thế cho nên là khi mà mình xem xong cái video đó và mình đã hiểu là mình cần cái gì nhất, và mình đã tìm được. Và khi đó thì Doan không, tức là khi mà Doan xem cái video đó thì Doan biết là thành công là sự lựa chọn. Và Doan lại đi vào cái Facebook của anh Cường, và Doan xem là không biết ông này ông làm cái gì. Và Doan nghiên cứu, Doan tìm kỹ, và thấy ở đấy tất cả những cái bài của anh rất là người rất là năng lượng, và được rất nhiều người follow những cái bài của anh đấy. Thế thì lúc đó Doan nghĩ là đây là một người mà chắc chắn là đang làm kinh doanh rất là thành công. Và đây là một người mà mình sẽ cần tìm để sao mình học.
Thế lúc đó và Giang đã quyết định là theo Siberi. Đó là cái quyết định rất là đúng đắn, khi mà 6 năm kinh doanh Giang đã có rất nhiều những cái bài học thiếu mà mình chưa được học. Mình cũng phải cảm ơn anh Cường. Đó là người đã mang đến cho Giang một cái cách nhìn mới, một cái cơ hội mới để Giang có thể thay đổi bản thân mình. Vâng, xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn Nguyễn Thị Giang. Đấy là một có thể một ví dụ để cho Hạ Quyên hình dung. Hạ Quyên hình dung tức là gì? Mình có thể định hướng người khác bằng cái cách đặt câu hỏi. Thế thì ví dụ mình quan sát, đầu tiên phải quan sát đã. Mình quan sát bạn Doan làm 6 năm rồi. 6 năm xong đó lại vẫn đi làm giáo viên. Thì mình bảo chắc chắn là cái công việc kinh doanh 6 năm kia nó không hiệu quả như mong muốn. Thì mình đi làm giáo viên. Thế còn nếu mà kinh doanh hiệu quả đi trên con đường tự do an lạc thì đốt thuyền lâu rồi, đúng không? Đấy, thế cho nên là mình mới nói là mình quan sát Facebook ấy, mình mới biết là bạn Doan là một người rất là năng lượng, rất là hiểu biết, đấy, vui vẻ và rất là chuyên nghiệp. Nhìn những cái post các thứ, thế Cường có khen em với một cái phong cách như thế này, với một cái năng lực như thế này thì chắc chắn là em sẽ thành công rất lớn. Nếu như anh quan sát em thấy là 6 năm rồi, nếu có một cái bài học mà em chưa học được. Nếu em học được cái bài học này thì cuộc đời em thay đổi, sẽ đưa em lên một cái tầm khác. Thế thì bạn ấy hỏi thế là bài học gì? Thì cậu mới hỏi em thử nghĩ xem là bài học gì. Đấy, thế là Doan trả lời. Anh bảo hay, nhưng mà chưa đúng cái bài học mà anh muốn chia sẻ với em. Thôi để lúc khác. Đấy, thế sau đấy qua đêm đúng không? Đêm sau qua cái đêm đấy thế nào ra? Em luôn luôn suy nghĩ chăn trở, không biết cái bài học đấy là gì và em luôn khát khao đi tìm. Thực ra khi anh đã đánh đúng cái điểm mà em cần tìm rồi, bởi vì là không phải trước khi anh Cường đến với em là em chưa tìm đâu ạ. Mà em đã gặp có rất là nhiều người để mời em đi sang các công ty khác, nhưng em thấy nó vẫn giống môi trường cũ. Và đấy, chính cái đấy mà nó không làm thay đổi được cái gì cho em. Thế thì khi anh Cường, chỉ cần anh Cường có một vài câu hỏi, tự nhiên nó đánh vào sâu cái não của em, đó là gì? Tại sao ông ấy lại là một người mà có thể đặt ra những câu hỏi được như vậy để cho mình phải chăn trở, mình phải suy nghĩ, và em suy nghĩ liên tục. Và đến lúc em đưa anh Cường phải nói rằng là em đưa ra rất nhiều câu hỏi, em câu trả lời của anh Cường ấy, một câu hỏi của anh Cường nhưng mà em đưa ra đến 5 câu trả lời nhưng anh Cường vẫn bỏ sai, bởi vì anh Cường vẫn dẫn dắt em là em cứ nghĩ đi, nó sắp đúng rồi. Và cuối cùng em trả lời nó gần đúng rồi, tức là những cái nội dung mà em nói đến sự lựa chọn, cũng nói đến một những cái con đường. Thế nhưng mà anh ấy bảo vậy thì ngày hôm nay em hãy nghe hết cái video này đi thì em sẽ có câu trả lời. Và đến tức là cái trăn trở của mình ấy, nó đã tìm đến tất cả những cái lý do rồi, và đến đúc kết lại là nhờ cái video đó mình cũng đúc kết lại được một cái câu trả lời đúng nhất. Và lúc đó thì em đã kết nối được với anh Cường và bước chân vào Siberi. Ok, vâng. Rồi. Cảm ơn anh Cường. Đấy, cảm ơn câu chuyện của bạn Gian. thế thì đấy, mình có phải nói nhiều đâu, đúng không? Phải biết cách sao? Biết cách đặt câu hỏi, biết cách gợi mở, thế sau đó thì dùng công cụ, dùng phương tiện, đúng không? Cường có dùng cái buổi đào tạo trên cơn lốc ngược ấy, thành hay bại là do lựa chọn, có post ở trên YouTube ấy, các bạn có thể dùng cái clip đấy. Nhưng trước khi gửi cho ai cái gì đó, tức là người ta phải thật sự quan tâm thì gửi phát ăn ngay, đúng không? Nhưng mà người ta đang chưa quan tâm, mình gửi người ta chẳng xem, không quan tâm, có phải không nào? Mình thì thấy hay, nhưng bởi vì mình quan tâm thì mình thấy hay, nhưng người ta có quan tâm đâu mà người ta thấy hay. Thế cho nên Hạ Quyên có thể gửi, mình có biết đâu biết người ta có quan tâm hay không, đúng không? Rồi, đấy là cái câu chuyện. Nhưng mà bây giờ tôi muốn giúp Hạ Quyên cái câu chuyện như này. Điều đầu tiên ấy là mình nghĩ rằng là những người như thế này làm ấy thì mất thời gian quá, bởi vì họ không vào học Zoom hay vân vân ấy. Việc đầu tiên học hay không ấy là do mình. Tuyển dụng nó chỉ quyết định 1% thành công thôi, 99% còn lại là cái công việc dẫn dắt, là cái công việc dẫn dắt. Thế thì nếu mình không biết định hướng dẫn dắt cho người ta thì người ta vào Zoom làm cái gì? Bây giờ vào Zoom làm cái gì? Ai quyết định không? Vào Zoom đi, vào Zoom làm cái gì? Trong tiềm thức nó bảo vào Zoom làm cái gì? Thì việc của mình tiếp theo là phải biết người ta muốn gì. Và vào Zoom ấy, người ta dạy cho bạn đạt được cái điều bạn muốn.
ví dụ như thế, có đúng không? Đấy, sau đó nói với họ là bây giờ phải, nãy Cường làm việc với bạn Trang gì đấy, bắt đầu bằng hai thứ thôi đã. Bây giờ nhá, để cho người ta suy nghĩ chứ. Bây giờ 11 giờ 11 tiếng một ngày được 7 triệu mà đấy là công việc chính. Thế bây giờ mà công việc phụ thêm mà lại 15 triệu có gì sai sai đúng không? Em có thấy có gì sai sai không? Thế sau đó bảo đây bây giờ đấy đi làm chính 11 tiếng như thế được 7 triệu. Thế bây giờ vào học để có 15 triệu có vào không? Tuyên nhỉ? Chứ còn bảo người ta vào đi người ta không vào. Nó liên quan đến câu chuyện sao? Câu chuyện dẫn dắt. Không nào? Và bắt đầu học cái cách là dẫn dắt bằng cái một thứ rất đơn giản là bạn có mong muốn như thế này. Thì vào cái môi trường này người ta hướng dẫn, người ta giúp đỡ, người ta đào tạo cho bạn để bạn đạt được cái mục đích đấy. Và nếu như thực sự trong trái tim người ta bắt đầu được thắp sáng thì người ta mới vào. Thì đấy là câu chuyện thứ nhất mà Quyên nói là hình như nhầm thị trường mục tiêu. Chả có nhầm gì hết. Bởi vì sao? Ở đây em thấy ông ngành nào vào đây thành công hết mà. Cho nên là không có thị trường nào nhầm hết. Đúng không? Nông dân thành công, dân tộc thành công, công nhân thành công, giáo viên thành công, bộ đội, ngân hàng, công an thành công hết. Làm mạng thành công, online thành công. Ông chủ, bà chủ solo thành công hết. Thế cho nên đầu tiên mình phải biết là không nhầm. Nhưng do sao? Mọi thứ đến từ mình. Đấy là cái câu chuyện thứ nhất. Cái câu chuyện thứ hai là nếu như em muốn lựa chọn tập trung giúp đỡ những người đã từng làm kinh doanh theo mạng mà rời cuộc chơi, hoặc những người đang bế tắc mà muốn thay đổi, thì câu chuyện này mình phải rất hiểu cái thị trường mục tiêu này. Bởi vì thị trường mục tiêu nào cũng thế. Hôm trước Cường có chia sẻ với cả nhà ấy, hãy tập trung vào một và chỉ một thôi. Và mình trở thành cái người giỏi nhất trong cái thị trường mục tiêu đấy. Tâm mình là cái người có khả năng am hiểu họ nhất và có khả năng kết nối được với họ một cách sâu sắc nhất và thực sự từ trái tim mình muốn giúp đỡ họ. À, quyết định không? Chứ không nay thấy thị trường mục tiêu này hay, mai thấy chỗ kia hay, thế là cứ thay đổi bây giờ. Là mình bị loạn tâm. Cho nên việc đầu tiên quan trọng của em ấy là không phải hao làm thế nào mà bây giờ là lựa chọn xác định một cách rõ ràng thị trường mục tiêu nào. Đấy, sau đó bắt đầu sao? Tìm hiểu cái nỗi đau của thị trường mục tiêu đấy, vấn đề thị trường mục tiêu đó, và thực sự mình là người muốn giúp đỡ để giúp người ta giải quyết vấn đề này. Thì ok, đã quên nhá. Đấy. Và nếu mà muốn tập trung vào đấy, xem lại cái clip, anh có một cái clip code ấy, cái cách làm việc với cái thị với những người đã từng làm MLM, đúng không? À. Mình phải biết đặt câu hỏi. Không biết đặt câu hỏi, giống như ngày xưa Cường biết bạn Quỳnh đã dừng cuộc chơi rồi. Dương Thanh Quỳnh ấy. Đã biết bạn làm 5 năm, mình biết bạn đã dừng cuộc chơi rồi. Cho nên là mình mới hỏi. Có bao giờ mà tầng 10 của em nó cuối cùng trở thành tầng 1 không? Nó bị gãy. Và có. Em có biết lý do tại sao không? Suy nghĩ mãi không biết. Mai anh cho câu trả lời. Thế cứ nghĩ đi. Đấy. Đấy sao? Sau đó mai rồi cho câu trả lời. Xong. Sau đó là chốt. Ví dụ thế. Tức là hỏi một phát nó phải đúng tim đen ngay lập tức. Sau đó mình chỉ ra giải pháp thì bạn bảo thì biết rồi lý do tại sao gãy. Và có làm hoài thì cuối cùng thì nó cũng gãy. Khá quyết hiểu không? Thì mình phải rất am hiểu cái thị trường mục tiêu của mình. Ai thế thôi. Ai có thị trường mục tiêu nào đó thì mình muốn giúp đỡ người khác thì mình biết người trăm trận trăm thắng rồi. Có đúng không? Mình biết là mình đang có lợi thế gì. Mình đang có cái gì, biết mình là gì, mình biết là mình cái giải pháp của mình có thể giải quyết được gần như mọi vấn đề. Đúng anh ra đúng anh chị em? Vấn đề về giá cao này mình giải quyết được này, vấn đề về năng động cao mình giải quyết được này. Đúng không? Vấn đề về kinh doanh mà không lành mạnh, đào tạo kém, hệ thống huấn luyện đào tạo kém mình giải quyết được này. Có phải giải pháp của chúng ta là có thể giải quyết được gần như mọi vấn đề đúng không? Ai thích tự do giải quyết được này, ai thích thu nhập gấp đôi gấp ba giải quyết được này. Vân vân. Thì mình biết mình rồi. Nhưng mà biết người trăm trận trăm thắng, phải biết người. Phải hiểu rất rõ đối tượng mình muốn giúp đỡ được. Đấy là làm thị trường lạnh.
Thế còn những anh chị em nào mới đang có nóng và ấm hãy làm hết đi, đúng không? Làm đi để trải nghiệm, làm để có bài học. Nếu mà hạt nó nở nhanh thì càng tốt, mà chưa nở thì cũng rất tốt, để cho mình mạnh lên. 200 người đầu tiên là để làm nháp, sau đó xé nháp đi. Đấy. Ok, cảm ơn câu hỏi của Hạ Quyên. Xin mời anh chị em khác. Em có câu hỏi một chút em ra. Ừ. Em có câu hỏi với chị tư vấn viên thì chị ngại, chị không dám. Rồi ok. Chị đang có việc. Chị hỏi là làm thế nào để có thể làm tốt cái công việc tuyển dụng? Làm thế nào để làm tốt công việc tuyển dụng? Câu này đơn giản. Hỏi bạn ấy là, em hỏi bạn ấy là người tuyển cần tuyển nhất là ai? Đấy. Đúng không? Người cần tuyển nhất là ai? Sau đó tuyển người cần tuyển nhất là ai? Rồi anh chị em nào, người cần tuyển nhất là ai? Em là chính mình ạ. Là chính. Ừ, ok, là chính mình. Là chính mình là cái gì cụ thể? Là mình phải tin vào bản thân mình, tin vào công ty, tin vào tập đoàn, tin vào người dẫn đường. Chính xác. À, đấy. Muốn tuyển được mình phải tuyển bằng hệ thống niềm tin. Khi nào mình tuyển được mình có nghĩa là khi mình tin tưởng tuyệt đối là mình có cái đích nào đó chắc chắn mình đạt được. Con đường này chắc chắn giúp mình đi đến đích. Phương tiện này chắc chắn giúp mình đi đến đích. Hệ thống huấn luyện đào tạo này chắc chắn giúp mình đi đến đích. Khi nào mình tin tưởng tuyệt đối 100% dù có trời sụp mình vẫn tin tưởng tuyệt đối mình vẫn đi được đến đích. Khi đó mới tuyển được mình. Và khi mình đã tuyển được mình thì mình có thể tuyển bất kỳ ai. Còn chưa tuyển được mình thì mình sẽ chưa tuyển được ai. Và cái hành trình mình đang đi tuyển dụng người khác có nghĩa là hành trình đấy để tuyển niềm tin của mình. Xem thực sự mình có tin tưởng không? Vũ trụ đang thử xem vài người từ chối, xem mình vài người từ chối mình đã bỏ cuộc có nghĩa là sao? Mình đã tin đâu mà, phải không nào? Hello! Bao nhiêu anh chị em hiểu điều này giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Làm nào để tuyển dụng tốt? Người cần tuyển nhất là chính mình. Và chính mình là cái gì? Chính là hệ thống niềm tin. Mình tin vào bản thân có nghĩa là tin vào cái điều mình mong muốn ấy. Chắc chắn mình đạt được không? Đúng không nào? Ví dụ mình muốn có một cái ô tô. Mình có tin mình có đạt được không? Có thể những cái mong muốn ban đầu đơn giản thế thôi. Các bạn biết là với những người mà chưa bao giờ làm kinh doanh mà họ đang 50 triệu mà bảo tự do tài chính rồi vân vân ấy là nó cái gì đấy nó quá xa xỉ nếu như trong đầu họ chưa có. Giống như thủ lĩnh Phương Anh Thư và thủ lĩnh Nguyễn Thu Hiền ở Điện Biên ấy. Cái lúc Cường lên Điện Biên hỏi là em muốn bao nhiêu tiền một tháng? Thì Thu Hiền bảo 40 triệu. Ta không ngập ngừng một chút rồi mới nói. Thì mình nhìn cái ngôn ngữ cơ thể mình biết chắc là trong thế giới bên trong chưa tin vào điều đó. Anh nào là 40 triệu thì sau này bạn ấy thú nhận đấy. Thực ra nói thì nói thế thôi, nói với thủ lĩnh thế thôi, làm gì dám tin. Không dám tin. Nhưng sau này thì vượt con số đấy rất lâu rồi. Vì vậy, cái hành trình ban đầu ấy là cái hành trình thử thách niềm tin của mình để xem mình có tuyển được mình hay không. Và khi mình tuyển được mình rồi, mình tin tưởng tuyệt đối thì cái bắt đầu cái năng lượng và cái sóng nó phát ra với một cái sức mạnh niềm tin rất lớn và tuyển dụng được là gì? Câu kinh điển là người ta tin vào những gì bạn tin. Người ta tin vào những gì bạn tin. Các bạn cứ xem các cái chương trình mà có Sắc Hưng ấy. Tên chương trình nó gọi là cái gì? Anh chị em là nhớ cái tên chương trình nó gọi là gì? Lương Bạc Tỷ. Chương trình gì Lương? Thương vụ Bạc Tỷ. Thương vụ Bạc Tỷ. À. Mọi người xem cái chương trình đó. Để biết tại sao mà các Sắc họ quyết định đầu tư vào một cái người nào đó. Thì những cái doanh nhân ấy gọi là các Sắc là con cá mập ấy, mà họ quyết định đầu tư vào một ai đó ấy,
là người ta xem khi cái người kia người ta trình bày một cái dự án nào đó, tức là người ta bán cái niềm tin của người ta vào một cái dự án, xem người ta quan sát con người này có thực sự tin tưởng là sẽ làm cái công việc đó đi đến đích hay không, và người ta quyết định đầu tư, đúng không? Thì cũng giống như là những cái người đấy họ đi tuyển mấy cái xác ấy, đi tuyển các nhà đầu tư đấy. Người ta tin vào những gì bạn tin, cho đến khi nào mình có niềm tin tuyệt đối sẽ chắc chắn người không thiếu, người đầy ngoài đường, người đầy trên trời, không có thiếu người. Giang ạ, đấy, làm nào tuyển cho tốt thì tuyển như thế. Tức là hỏi cho tư vấn viên của mình, đúng không? Em cũng hiểu, bởi vì này em chính thực ra rút từ cái kinh nghiệm của em ra. Khi mình luôn luôn năng lượng ấy thì tự nhiên mình hút được người khác. Tức là mình lúc nào mình tin tuyệt đối vào cái công việc mình đang làm, nó là công việc tốt, thì mình sẽ hút được người khác. Bởi vì có những người mà em chưa tuyển thì ta đã đến với mình rồi. Đấy, em tin là điều đó. Cho nên em nghĩ là cái câu trả lời này em rất là tâm đắc, bởi vì là chính bản thân từ mình đã, chính mình thay đổi sẽ hút được người khác. Ok. À, sáng Cường có đọc một cuốn sách rất hay, đợi Cường một tí xíu nhé. Cuốn sách này của ông John Maxwell có tựa đề là Đồng hành cùng vĩ nhân. Có một đoạn ông nói hay lắm. Để chờ cơ một tí xíu. Ông ấy cũng nói về niềm tin, ông cũng nói về cái đức tin đấy. À. Rồi, cái này nó đọc thì nó mất thời gian, nhưng mà nó tóm gọn lại là gì? Tóm gọn lại là khi mình có một cái mục tiêu hoặc là mục đích và mình đã chọn con đường này, khi nào niềm tin nó ở cấp độ đức tin thì cái việc thành công là đương nhiên. Cho nên các bạn thấy những cái người mà họ truyền đạo, tại sao có rất nhiều người người ta đi cùng, đi theo, đúng không? Chúng ta không nói câu chuyện là tà đạo hay là chính đạo nhé. Nhưng bởi vì họ có khả năng truyền niềm tin một cách, tức là bán cái đức tin một cách rất là cao. Tại sao những cái bọn mà đi theo cái bọn tà đạo Đức Chúa Trời nó khủng khiếp như vậy? Cả nhà thấy không? Bởi vì chúng nó có khả năng cái bán niềm tin, bán kinh khủng khiếp. Mặc dù đấy là niềm tin mù quáng. Đấy, thế cho nên là mấu chốt muốn tuyển được mình, tập trung vào hệ thống niềm tin. Không ai đi cùng cái người mà niềm tin mong manh như lá cỏ. Không có. Đi chiêu mộ người khác bảo thôi cứ thử xem có làm được không. Thế thì làm sao mà làm được. Ví dụ thế. Đúng không? Cùng làm một việc nhá. Cậu cứ thử đi xem vào đây có làm được không. Nhưng cùng là một việc, mình sẽ nói gì? Vào đây, chắc chắn với năng lực của cậu, cuộc đời thay đổi, sau 1 năm, 2 năm trở thành con người hoàn toàn khác. Ai có niềm tin mạnh hơn cả nhà? Đó. Mình là người dẫn đường mà đi tuyển dụng, tức là đi tìm đồng đội. Nào, come on, đi cùng với mình, con đường có rồi. Đích chắc chắn mình sẽ đến cùng với mình ở đây, hệ thống dẫn đường phương tiện. Chắc chắn đưa chúng ta đến đích, come on, nào, lên đường, đi. Thế là đến đích.
thì người ta sẽ đi cùng, phải không? Thế còn sản phẩm này mình cũng dùng thì tốt, cậu cứ thử xem thế nào, thử thế nào là thế nào, vân vân. Đấy. Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn Doan. Xin mời một câu hỏi cuối cùng. Nguyễn Lý, xin mời. Nguyễn Lý có định hỏi gì không? Bật mic, bật mic. Nguyễn Thị Lý. Chưa bật được micro gì ơi. Rồi, ở đấy lại tắt rồi. Lý bật lại xem nào. Thôi, hết giờ. Bây giờ hết giờ rồi. Ok. Thông qua cái buổi ngày hôm nay ấy, thủ lĩnh cho em hỏi. Rồi, Hồng Nguyễn hỏi gì em? Câu hỏi cuối cùng không kém phần quan trọng. Dạ, xin cảm ơn thủ lĩnh cho em hỏi. Ừ. Em có câu hỏi hỏi thủ lĩnh như thế này. Thực ra em có, trước khi đến Simri em cũng đốt thuyền rồi. Ừ. Và những tư vấn viên của em cũng đốt thuyền. Ừ. Bây giờ các bạn cũng đốt thuyền theo em. Thì em đang gặp cái vấn đề là đội nhóm của em là không làm việc theo đội nhóm này, không làm việc theo hệ thống. Với lại em cũng nghĩ một phần là tại vì do cái công việc mới này mình chưa kiếm được thu nhập á. Ừ. Các bạn tức là các bạn cũng làm nhưng mà cũng không làm tức là không làm theo hệ thống này đó, cũng cũng bị đau năng lượng nữa, với lại em cũng nghĩ là cũng chưa có thu nhập á, nên em muốn hỏi thủ lĩnh là làm thế nào để có lời khuyên cho em, để cho đội nhóm của em họ tập trung vào công việc này hơn, để mà phát triển cái công việc này á. Rồi, để mà okay. Cảm ơn Hồng. Thứ nhất là em làm việc cùng với thủ lĩnh của mình, nhờ thủ lĩnh của mình nói chuyện với họ một buổi nhá. Ta phải dùng sức mạnh của hệ thống, được chưa? Rồi, dùng các câu hỏi. Câu hỏi số 1. Bạn đi học bao nhiêu lâu? Để khi ra trường, để sau khi ra trường kiếm được ví dụ như 10 triệu trên tháng. Học mất bao nhiêu lâu? 1 hiệu thuốc, một chủ hiệu thuốc, đây nói những cái doanh nghiệp gọi là siêu nhỏ, gọi là làm tư, một chủ hiệu thuốc, spa, họ phải đầu tư bao nhiêu tiền? Họ phải đầu tư bao nhiêu tiền? Bao lâu thì thu hồi vốn? Đúng không? À. Những cái hiệu thuốc và spa này nguy cơ vỡ nợ thì nó còn ít. Mở công ty riêng, doanh nghiệp riêng, thôi số vốn nhỏ nhoi 500 triệu đến 1 tỷ theo bạn bao lâu thu hồi vốn? Tỷ lệ đóng cửa là bao nhiêu? Tỷ lệ đóng cửa là bao nhiêu? Không biết tỷ lệ đóng cửa là bao nhiêu không? 70% ạ. 95%, cho nó xa ra hơn trước, cho nó khả quan hơn, 95%, nói con đường ngắn hơn trước, 90%, không có sinh nhật lần thứ 3, còn 5% nữa, 5% còn lại, không có sinh nhật lần thứ 10 cho nó quay. Thì thường là đến thứ 5, thứ 6 là không còn.
kinh doanh Siberi. Là làm công, ăn lương hay doanh nhân? Đấy, đặt một câu hỏi đơn giản như thế. Trả lời cho các bạn nhá. Bốn câu hỏi trên là dành cho định hướng cho những cái người đấy không nhá. Còn trả lời cho các bạn này. Kinh doanh Siberi. Vốn không phải là tiền. Không vỡ nợ. Không phá sản. Đó. Vốn thực sự là niềm tin trong mối quan hệ. Thế còn niềm tin đến từ đâu? Niềm tin là đến từ đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Đấy, vốn thực sự là như thế. Khi nào cái vốn này nó lớn này, thì thành công nó đến. Được chưa không? Thế phải xác định tư tưởng rất rõ, định hướng nó rõ, chứ không... đốt thuyền xong vào đây làm chưa thấy tiền đâu. Thế bây giờ doanh nghiệp truyền thống 3 năm không có sinh nhật lần thứ 3, các bạn hình dung không? Và mất trắng, đầu tư ra 500 hay tỷ gì đấy, thu hồi chắc được đôi 300, còn không là lỗ, là đóng cửa. Các bạn thấy không nào? Thế cho nên phải xác định tư tưởng rất rõ, chứ không là nhầm, là tói. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Hồng. Nữa là trao đổi tiếp, tối nay trao đổi tiếp. Rồi. Xin mời, rất là biết ơn, cảm ơn tất cả anh chị em bởi vì chúng ta đã tương đối quá giờ, đúng không? Rất là biết ơn, cảm ơn anh chị em đã có mặt đến giờ phút này. Thế thì trên cái hành trình đi, mình xây dựng cái niềm tin vào bản thân mình một cách tuyệt đối. Và đương nhiên nó không thể đến ngay được lập tức. Nó là một hành trình bởi vì niềm tin nó đến từ trí tuệ, đạo đức và nghị lực. Và để có trí tuệ cần phải qua hành động và học, đúng không? Để có nghị lực cần phải qua rèn luyện. Để có đạo đức, tức là sống tử tế hơn, tốt hơn, cũng cần phải có môi trường để chúng ta rèn luyện. Và khi nó có cái đấy thì cái việc tuyển hay bán hàng nó trở nên đơn giản, đúng không? Khi chúng ta giàu tình yêu thương thì bán hàng dễ lắm. Mình nhìn ai mình cũng thấy muốn giúp đỡ họ, thì có phải đơn giản không? Nhưng để có được cái chuyển hóa sang điều đó là một hành trình. Tuyển dụng cũng thế. Mình nhìn thấy ai chẳng có vấn đề và mình thật tâm mình muốn đến chia sẻ với người ta một giải pháp để giúp người ta giải quyết vấn đề, thì cái việc tuyển dụng nó cũng trở nên đơn giản. Nhưng để chuyển hóa được sang cái mức đó cũng cần phải một hành trình. Thế còn những bạn nào mới, hãy giúp đỡ tất cả những người, ấm nóng giúp đỡ hết đi để có bài học. Không có cái gì để mất cả. Ok không cả nhà? Bao nhiêu anh chị em đồng ý cho ngón tay cái? Rồi nhớ làm việc đồng đội. Luôn luôn nhớ là làm việc đồng đội. Anh chị em chúng ta bật micro, ăn mừng chiến thắng của trưa ngày hôm nay. Rồi. 1, 2, 3. Bye bye.